Chào các bạn, hôm nay Sóng Tình UGB sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho nữ thân chủ là người vợ. Cô ấy năm nay 36 tuổi, có chồng lớn hơn 3 tuổi và cũng là người có danh phận ở đời. Nhưng người đàn ông ấy thì ghen tuông vô lối, gia trưởng ích kỷ, mặc dù là người phụ nữ này hoàn toàn là có một cái dung nhan bình thường và là một người phụ nữ đức hạnh. Gia đình chồng và tất cả mọi người sống xung quanh cũng biết là cô này không có phải là cái người phụ nữ đẳng lơ hay là có những cái hành vi gì hết. Nhưng mà do người đàn ông có cái tính và có cái máu ghen sẵn rồi. Chính vì vậy mà ngoài cái tính gia trưởng, ích kỷ và ghen tuông vô lối ra thì anh cũng có những cái câu nói khiến cho vợ tổn thương và đau lòng trong đời sống thường ngày lắm. Đỉnh điểm thời gian gần đây, trong khoảng một năm gần đây á, thì anh bắt đầu ngoại tình công khai với một người phụ nữ ở quá. Người phụ nữ đang ở với mẹ chồng của họ. Thì hiện thời người đàn ông này và người phụ nữ đó vẫn gian díu với nhau, không dứt được. Cô giáo này rất buồn. Cái lý do mà người đàn ông nói rằng bản thân người vợ sai nên anh ta mới ngoại tình. Mà cái lý do sai là ở một lần anh dẫn vợ anh đi ăn đám cưới ở một cái nơi sang trọng, ở một cái quang cảnh chắc có lẽ là ở thành phố. Nên cô giáo ở làng quê lần đầu được nhìn thấy những cái khung cảnh đẹp đẽ như vậy thì cô dường như cô lạc vào cái xứ nó quá là lộng lẫy đi. Thì cô mới thấy cái sự trang hoàng này, rồi ở đó còn có những nam nữ xinh đẹp, thì cô nhìn cô hoa mắt. Cái dạng như là quạ vào chuồng gà, bạn biết không? Đâu đâu cũng thấy nó đẹp thì mình hết hồn, rồi mình mê đắm vậy đó. Cái vẻ cô là như thế. Nhưng mà người đàn ông sau bữa tiệc về thì cứ hạch sách hỏi cô và nghi ngờ cô là cô thích người nào đó, nên là cô mới nhìn dữ như vậy. Thì cãi ca cãi lại, cô cãi không nổi, cô mới nhận bừa là cô cũng đại là cô thích người này người nọ người kia vậy đó. Nhưng mà cô cũng mới lên đó lần đầu, cũng đâu biết ai, đâu biết tên họ là gì đâu. Chẳng qua thấy họ đẹp thì mình nhìn thôi. Cô nói là như thế. Nhưng mà chồng cô lại lấy lý do đó để mà gán ép cho cô những cái điều mà cô không làm. Nên cô rất là buồn. Và từ đó trở đi á, vợ chồng cứ hay bị hục hặc. Trong cái tình huống này, có những lần bạn ấy cũng đã nghĩ đến cái chuyện mà đi đánh ghen. Và cũng đã đi đánh ghen rồi mà lại không đánh ghen được, bởi vì sợ nhục quay về. Và có những cái câu hỏi của người phụ nữ này muốn hỏi, đó chính là bạn còn rất là thương chồng, vậy thì làm như thế nào đây? Thứ hai là bạn không muốn bùng, bạn dùng cái chữ bùng tức là muốn buông bỏ, muốn thôi chồng đó, nhưng mà làm không được thì em phải làm sao? Câu hỏi thứ ba là chồng em á, làm cũng mang lương về cho em, nên là bây giờ mà em mà bỏ chồng á thì một mình lương của em giáo viên mà nuôi ba con thì nuôi không có nổi, vậy thì em phải làm như thế nào? Câu hỏi thứ tư là cô giáo này quá khổ, bây giờ chồng thì ngủ riêng rồi, em phải làm sao đây? Câu hỏi thứ năm là cô rơi vào một cái trạng thái cô buồn rầu, cô khóc suốt à, cô chẳng còn nghĩ đến con cái nữa, cô đau lòng lắm. Vậy thì hãy giúp cho cô ấy với, làm sao để cô thoát khỏi ra được cái tâm trạng buồn như thế này. Rất là cảm ơn em đã tìm đến với Sóng Tình UGB để mà được tôi tư vấn trong cái trường hợp của em. Khi mà biết em đang đi dạy ở trường mà tranh thủ cái giờ giải lao, núp vào một cái nơi mà yên lặng để mà tư vấn với tôi á, mà khóc sùi khóc sụt vậy thì rất là đáng thương cho em. Thương em lắm em nhé. Lương giáo viên thì một tháng 5-6 triệu mà bỏ ra 600 ngàn đi tư vấn thì cũng phải nói rằng em cũng đã rất cố gắng. Vì cái mức sống thu nhập của mình nó như vậy á, thì em cũng sẽ khá là chật vật trong cuộc sống đúng không nào. Vậy thì em hãy cố lên nhé. Bây giờ tôi sẽ giải đáp từng phần thắc mắc giúp cho em thoáng hơn trong cách nghĩ và nhìn nhận cái sự việc nó một cách bao quát hơn và cụ thể hơn em nhé. Em thấy đó, cái việc mà em đi đánh ghen nó không làm cho em thỏa mãn và giải quyết được triệt để vấn đề đâu. Khi mà người đàn bà không làm cho chồng mình yêu được mà phải đi tìm người thứ ba, đã thấy người đàn bà đó thất bại rồi. Bạn đi gặp một người thứ ba mà người thứ ba đó đấu với bạn, không muốn buông tay chồng của bạn, thì bạn sẽ làm sao? Hoặc là người thứ ba đó, người ta gan lì, người ta muốn thi gan với bạn, bạn sẽ làm sao? Có những người đi đánh ghen
mà còn phải sợ. Vì sao? Sợ nhục, nhục chồng mình, nhục bản thân họ. Bởi vì ít ra em cũng là một cô giáo, chồng em cũng là người có danh phận với đời. Em đi đánh ghen không đúng làm cho em xấu mặt. Chính vì vậy mà em đi đánh ghen mà em lại quay về sợ nhục là như thế. Em thấy đó, cái việc đi đánh ghen nó không làm cho cái mối quan hệ của em và chồng em nó trở nên tốt đẹp hơn, mà nó lại làm cho em bị xấu hổ và nhục nhã hơn. Có thể là như vậy em nha, nếu mà mình không khéo léo. Còn trong cái trường hợp này của em thì em chỉ cần xây dựng tình cảm của mình với chồng, và chồng không còn muốn ngoại tình thì đâu còn bóng dáng của người thứ ba để mà em phải đi đánh ghen, đúng không nào? Cái việc mà khói nó bay đi đâu thì em không cần phải chạy theo khói để mà bắt. Vấn đề chính yếu nhất là em phải dập lửa, dụi cái than đi và làm cho cái đám cháy nó không bốc lên nữa. Còn cái việc mà em đi đuổi theo cái ngọn khói, cái hơi khói thì là cái chuyện vô lý. Bởi vì khói nó được tạo ra từ đống lửa. Em phải dập lửa thì em không cần phải đi bắt khói. Người thứ ba như khói như xương, không có người thứ ba này cũng sẽ có người thứ ba khác. Vấn đề chính yếu là phải dập lửa. Chồng em chính là nguyên nhân gốc rễ gây ra cái đám cháy và tạo ra những cái việc như là cái hơi hướng của khói. Bạn hiểu vấn đề không? Đó. Cái việc mà bạn cần giải quyết đó chính là bạn với chồng của bạn. Khi mà bạn xây dựng được mối quan hệ giữa mình và chồng của mình thì người thứ ba sẽ không có cơ hội xuất hiện. Đó là cái việc mà bạn cần phải quan tâm. Câu hỏi thứ nhất của em nói là em còn thương chồng lắm. Em thương chồng lắm, chồng cũng thương em, chưa bỏ em vì cho rằng đó là tình nghĩa, đúng không? Những người đàn ông mà không bỏ vợ, họ thường hay có cái lý do rằng họ không muốn bỏ vợ bởi vì họ tình nghĩa với vợ. Nhưng mà các bạn đang hiểu rất là sai. Người đàn ông có tình nghĩa với vợ thì họ đã không đi ngoại tình. Đừng có lấy lý do đi ngoại tình để không bỏ vợ rồi nói rằng tôi có tình nghĩa mà không bỏ vợ. Những người đàn ông đó vừa tham lam vừa ích kỷ bạn nhé. Không có cái tình nghĩa nào mà khiến cho người ta bị tổn thương. Không có cái tình nghĩa nào mà khiến cho những đứa con phải xấu hổ vì cha nó đi ngoại tình. Và không có cái tình nghĩa nào khiến cho người đàn bà là vợ đau khổ và người thứ ba đau khổ hết. Tình nghĩa gì mà cả hai người đều đau khổ trong cái sự rối ren đó hả bạn? Đây không có phải là tình nghĩa. Mà cái sự tham lam của người đàn ông chỉ muốn thêm không muốn bớt. Em thương chồng đấy, nhưng mà em có thực sự được hạnh phúc trong cái tình thương của em với chồng hay không? Cái tình thương của em là mê, là lụy, là bám víu, là yêu đơn phương chồng, là kiểm soát, là chạy theo chồng một phía. Vô vọng, em đang ở trong cái trạng thái đó. Câu hỏi thứ hai, em muốn bùng nhưng không thể bùng. Bởi vì em cảm thấy rất là buồn. Em rất là buồn khi mà em nghĩ đến cái việc mà em phải rời xa chồng em, chia tài sản hoặc là không còn sống với chồng nữa. Rồi con em không có cha nữa thì em buồn, em khổ, rồi em quay quẩn, rồi em suy nghĩ, em nhức đầu, em bị stress, rồi em bỏ ăn, em gầy xuống bao nhiêu là ký. Vậy cho chị hỏi nè, nếu mà cái việc làm đó quá sức của em không thể bỏ được chồng của em, thì em nghĩ đến nó để làm gì? Em đã không thể làm được cái điều đó thì khó quá bỏ qua đi em. Cái sức của em có 36 kg à, em kéo bao gạo 50 kg em kéo đâu có nổi. Vậy thì em bỏ luôn cái việc mà em kéo bao gạo đi. Em nghĩ một cách khác. Cách khác là sao? Em xớt nhỏ cái lượng gạo ra để mà mang cái gạo đó vào nhà. Tức là mình sẽ có những cái phương pháp và cách thức nó khác đi để cho cái suy nghĩ của em nó bớt nặng nhọc. Em không cần phải đối diện với cái tâm lý rằng em bỏ chồng, bởi vì em đâu có muốn bỏ chồng. Em không làm được điều đó vì em quá yêu chồng, em quá lụy chồng và em quá cần chồng. Đúng không nào? Nếu mà em đã cảm thấy em không muốn bỏ, em không làm được cái điều đó thì em đừng có nghĩ đến nó. Em hiểu chưa? Nên là cái việc mà bỏ chồng là cái điều em không cần nghĩ đến. Nếu mà nghĩ đến mà em khóc, em khổ mà em vẫn không làm được thì em nghĩ để làm cái gì? Thế nên là em loại bỏ ngay cái ý nghĩ là tôi sẽ bỏ chồng. Mà em phải nghĩ rằng tôi không bao giờ bỏ chồng, nên tôi không cần nghĩ đến cái việc mà tôi bỏ chồng nữa. Vậy em nhé. Câu hỏi thứ ba là em nói rằng em không thể nuôi được các con khi mà chồng không có phụ giúp. Nếu mà chia tay với chồng thì em sợ em nuôi không nổi các con. Vậy thì sao? Em đâu có ý định bỏ chồng đâu, mà em phải nghĩ đến cái chuyện chia tay, đúng không nào? Em đừng có nghĩ như vậy, nó cho nó thêm rắc rối. Em phải nghĩ rằng như thế này này, chồng em từ nay trở đi sẽ là cái người cùng em nuôi con. Chồng em là một cây ATM để em rút tiền hàng tháng nuôi con. Nếu em nghĩ được như vậy,
Trong cái tình huống này của em, nó bức bách, nó làm cho em dịu đi cái sự tức giận, thì đây lại là một cái phương pháp chữa lành cho cái sự tổn thương trong em. Em phải nhìn ra cái con đường đó. Em đừng có nghĩ là em sẽ bỏ chồng em, mà em chỉ nghĩ rằng chồng em là cái cây ATM, mỗi tháng em rút tiền để nuôi con. Vậy là xong. Nó khỏe, nó nhẹ và nó thanh thản hơn trong cái việc em nghĩ. Câu hỏi thứ tư. Em khổ quá, em phải làm sao đây khi mà chồng ngủ riêng? Cái vấn đề mà người đàn ông khi mà đã yêu một người đàn bà khác, có những người đàn ông người ta không thể quan hệ cùng một lúc với hai người đàn bà. Bạn hiểu điều này tôi nói không? Có những người đàn ông đi quan hệ với người thứ ba mà vẫn có thể ngủ được với vợ. Nhưng có những người đàn ông khi mà đã yêu người thứ ba, say mê người thứ ba và ngủ với người thứ ba rồi á, thì họ không thể và không muốn và không còn cảm xúc để mà ngủ với vợ nữa. Đó chính là cái lý do mà khiến cho một số người đàn ông sau khi mà ngoại tình á, họ xa lánh vợ, họ không muốn ân ái với vợ, họ không muốn ngủ với vợ. Xét về một mặt nào đó thì cũng là cái điều tốt cho người vợ. Để tránh cái tình trạng mà lây lan những căn bệnh quan hệ tình dục, thì cái việc người vợ từ lúc đó trở đi á, cũng cần phải chú ý về cái việc mà mình sử dụng bao cao su nếu mà chồng có mong muốn quan hệ tình dục với người vợ. Và đối với một số trường hợp mà người vợ quá lớn tuổi á, thì người vợ cũng không nên cố gắng để mà uống thuốc này, chất nọ, chất kia, rồi làm mọi cách để giữ chồng bằng cái việc mà quan hệ tình dục. Người đàn ông ngoại tình không có nghĩa là họ hoàn toàn mê đắm về tình dục, mà họ đi tìm những cái cảm giác được yêu thương, được tôn trọng và được làm một ông tướng, được làm một ông hoàng trong mắt người đẹp. Và cái cảm giác mới lạ ở một người đàn bà khác, nó khiến cho người đàn ông thao thức muốn đến với cái người đàn bà kia. Chứ không nhất định là vì tình dục mà họ mới lao đến với nhau. Họ cũng có tình cảm mới phát sinh ra tình dục. Chính vì vậy, khi mà họ đã yêu thương một người thứ ba thật sự, họ bị lôi cuốn vào cái thế giới của người thứ ba, nó xoay vòng trong cái mê cung tình ái đó, thì cái cảm giác của họ sẽ là không muốn gần gũi với vợ nữa. Trong cái giai đoạn này thì em từ từ và phải nhận ra một điều là em cần phải chấp nhận một cái giai đoạn tạm thời chồng em không có mặn mà với em. Đó là cái điều mà em phải nghĩ đến. Đây là một cái giai đoạn có thể nói là trăng sáng bị mây che mờ. Em cần phải bình tâm để mà chuyển hướng từng ngày, thay đổi bản thân để có được một cái kết quả tốt hơn khi mà chồng em dần dần nhận ra gia đình vẫn là cái điều quan trọng và anh ta sẽ rời bỏ người thứ ba, hoặc là người thứ ba sẽ rời bỏ anh ta. Nên cái việc em chờ đợi thay đổi bản thân của mình trong cái giai đoạn chồng hờ hững là cái điều quan trọng nhất, chứ không phải là cái việc mà em oán trách người ta, em hận người ta, hoặc là em tìm mọi cách để nói xấu người thứ ba, hoặc là em làm những cái hành động tiêu cực để làm cho các mối quan hệ trở nên trầm trọng hơn và càng không tháo gỡ được em nhé. Cái điều thứ năm mà em đặt câu hỏi đó chính là em khóc suốt à, em đau lòng lắm, em phải làm sao đây, chị giúp em với. Chị hỏi em nè, nếu mà em khóc mà chồng em quay lại thì chị nghĩ rằng em nên khóc, em khóc, khóc nhiều đi, em khóc mấy ngày đi. Em khóc mà chồng em quay lại với em thì em hẳn khóc. Nhưng mà đằng này em phải nghĩ như thế này nè. Một người đàn ông ghen tuông, kiếm cái cớ, cái lý do mà nó không có hợp lý một chút xíu nào để mà đi ngoại tình. Bây giờ chẳng lẽ em đi ăn đám cưới bịt mắt em lại, hay là em chỉ được nhìn đàn bà thôi à? Tức là bây giờ em, trong mắt của em á, luôn luôn phải chọn lựa giới tính em mới được nhìn. Còn người nào là đàn ông em cứ nói với người ta rằng anh đứng đằng sau lưng anh nói đi, chồng em ghen lắm, anh đứng đằng sau lưng em, anh nói để cho chồng em đừng có nghĩ là em nhìn trai. Đó, chồng em có một cái tính gọi là tính quái dị, gọi là chướng tính. Những cái việc mà ghen tuông như vậy á, đối với một người đàn bà được ghen á, thì người ta cảm thấy hạnh phúc. Em là người phụ nữ không được đẹp, nhan sắc trung bình thôi mà chồng em ghen như vậy. Cái việc mà ghen tuông thoái quá, nó trở thành cuồng ghen và ghen bệnh hoạn. Nó rất là nguy hiểm khi mà người đàn ông đó có cái cảm giác bị kích động. Nếu mà em và một người đàn ông nào đó có một cái thái độ đứng gần nhau, đưa nhau một cái tập giấy, tập tờ gì đó, tài liệu gì đó, mà người chồng nhìn thấy anh ta bị kích thích đến mức mà anh ta ghen tuông, mà anh ta không biết phân biệt, mà anh ta cũng chẳng cần hỏi, anh ta lao đến và những cái sự việc ẩu đả sẽ phát sinh. Rất là nhiều vụ vì ghen tuông vô lối, vì ghen tuông một cách bệnh hoạn mà gây ra bao nhiêu cái vụ thảm sát. Vì ghen cuồng, vì ghen một cách mù quáng.
Đây, đấy là những cái điều mà em phải hết sức thận trọng nói chuyện và giao tiếp với đàn ông để tránh mang lại cho người đàn ông đó và bản thân em những cái sự thiệt thòi hoặc là những cái vấn đề mà em sẽ cảm thấy bị tổn thương hoặc oan ức. Nói về chồng em, anh đã ích kỷ, anh ta không có nghĩ đến cái cảm xúc của em. Thì cho dù em có khóc đến lòa con mắt, em có khóc đến mức mà rơi con mắt, em có khóc đến mức mà lồi con mắt, hoặc là em khóc cho mù con mắt ra, anh ta có thương em không? Không, người đàn ông đó vẫn không thương em. Em cứ đứng trước một cái tảng đá, em khóc để mà mong cái tảng đá đó yêu thương em là cái điều không bao giờ xảy ra. Vậy thì em đừng có làm những cái điều mà gọi là vô ích, vô nghĩa và không cần thiết như thế. Em tự đọa đày em, đầu xù tóc rối, em khóc em càng già, em khóc em bỏ ăn, em rối loạn tiêu hóa, em trầm cảm, em rối loạn tiền đình, em mang những căn bệnh vào thân để làm cái gì? Em khóc được cái gì không? Em khóc làm cho người ta chán ghét em thêm. Trong khi đó cái cách giải quyết của em thì lại không có. Em cứ lấy cái bộ mặt ủ rũ ra để mà sống trong một gia đình như vậy. Cái năng lượng tiêu cực từ em nó phả ra, nó khiến cho người ta cảm thấy sợ em hơn. Nếu mà khóc mà chồng quay về, nếu mà khóc mà được chồng yêu thương thì nên khóc. Còn cái khóc của em nó chỉ làm cho em hại thôi. Chưa nói rằng là khi em khóc quá nhiều em sẽ mắc phải cái căn bệnh là khô mắt. Nếu mà khóc nhiều quá là mù đột ngột có khả năng xảy ra đấy em nha. Nên là em phải thận trọng. Em phải thay đổi em bằng cái lời nói, bằng cái hình ảnh khác đi. Tức là em cắt tóc đi, đừng có để cho đầu xù tóc rối. Ăn mặc tươi tắn lên, sạch sẽ gọn gàng, lo cho nhà cửa đi em. Tập trung cho con cái của mình. Chứ yêu chồng, lụy chồng, chồng ngoại tình mà không ngó ngàng gì đến con cái rất là thương và tội cho con của em. Vì con của em nó đã lỡ có một người ba không ra gì rồi mà em lại buông trôi nó nữa. Những đứa nhỏ đó biết bám víu vào đâu hả em? Mình là cha là mẹ đâu có nhất định mình cứ phải bám vào đàn ông mình mới sống nổi. Có những người phụ nữ chồng chết mà người ta vẫn dạy được con. Chồng em vẫn đang sống sờ sờ. Tuy rằng anh ta có sai, nhưng nếu em suy nghĩ rằng anh ta là một người bạn, phụ giúp em nuôi con, phụ giúp em đưa con đi học, rồi lại còn là một cái cây ATM để cho em rút tiền hàng tháng để nuôi con, thì em suy nghĩ nó nhẹ nhàng đi, khác đi, thì cũng sẽ làm cho em bớt đau khổ. Cái việc mà sóng tình yêu GB mang lại được cho những thân chủ là người vợ, đó chính là điều gì? Đó chính là chưa thể thay đổi được một người đàn ông đang ngoại tình, đang làm tổn thương bạn. Nhưng cái điều chính yếu nhất là làm cho bạn có được một cái giá trị bình yên để bạn không đau khổ. Để người ta tác động vào bạn, bạn vẫn không cảm thấy trái tim bạn bị rỉ máu. Những cái suy nghĩ tiêu cực nó không xâm chiếm các bạn được. Ở nơi bạn phải có một cái nguồn năng lượng mạnh mẽ, nguồn năng lượng tích cực, một nguồn năng lượng bình an để mà không cảm thấy buồn khi chồng ngoại tình. Thì đó là cái điều mà những người tư vấn làm cái công việc như mình mang đến cho những người vợ được. Còn cái chuyện mà thay đổi một người đàn ông ngoại tình, nó chỉ là một cái giai đoạn. Có thể người đàn ông đó sẽ bị một cái lực tác động nào đó, người đàn ông đó có thể quay lại với bạn vào một thời điểm nào đó, và cái sự việc đó cũng có thể sẽ tái hiện những lần nữa. Do là bản thân bạn có biết cách thay đổi mình, làm mới mình và giúp cho người đàn ông đó thay đổi những tính xấu hay không? Những người phụ nữ trong hôn nhân đã có bao giờ nghĩ rằng từng cái lời nói, từng cử chỉ, từng hành động của mình với chồng đang có cái mục đích chính yếu là giúp chồng thay đổi và giúp cho chồng trở nên trưởng thành và có trách nhiệm làm chồng, làm cha trong gia đình hay chưa? Các bạn nghe rõ từng câu không? Thế nên, người phụ nữ đừng có đổ thừa, đừng có oán trách chồng của mình, bởi vì các bà là cô giáo dạy cho chồng của mình. Người đàn ông và người đàn bà trong hôn nhân đều có cái giá trị ích lợi, tương tác, dạy và học hỏi lẫn nhau trong hôn nhân. Ví dụ như những người phụ nữ có thể đánh đổi một cái thói xấu của mình, một cái tính hư của mình để lấy lại được một cái tính tốt của chồng. Các bạn giống hệt như tham gia vào một trò chơi. Nếu em có một cái tính xấu, ví dụ như tính xấu của em là tính xấu gì? Ví dụ như tính xấu của em là mỗi lần ăn cơm xong em không có chịu rửa chén, mà em cứ nằm lì đây em chơi 2-3 tiếng sau em mới rửa chén, thì em thấy nó nhà nó bừa bộn dở quá đi. Ăn xong là em rửa chén, xong em lau chén, em úp rồi em làm cho cái bếp em đẹp. Thì chồng em thường xuyên than phiền về điều đó, thì em mới sẽ đánh đổi là anh ơi, cái đó là một cái yếu điểm của em mà em cũng thấy rất là khó để khắc phục.
em không biết làm sao hết. Bây giờ em cũng thấy anh có một cái yếu điểm như vậy nè. Anh mỗi lần dắt xe về nhà, anh không có chịu dắt xe vào trong nhà mà anh cứ để ngoài trước sân á. Anh để vậy em lo lắm, em sợ mất đó. Vậy thì bây giờ anh với em cùng nhau khắc phục những cái điểm xấu đó nhé. Khi mà anh nhìn thấy cái điều em dọn dẹp vào trong bếp sạch sẽ là anh cảm thấy vui. Còn em á, thì nhìn thấy cái việc anh dắt xe vào nhà thì em yên tâm bởi vì em sợ mất. Vậy thì cả hai người chúng ta thay đổi cái điều xấu đó để cho anh cảm thấy vui mà em cũng cảm thấy vui được không anh? Đó là những cái cách mà bạn trao đổi những cái tính xấu để diệt trừ đi tính xấu đó. Còn trong cái việc mà các bạn cãi nhau cũng vậy. Các bạn phải biết cãi nhau thế nào là cãi nhau khôn và cãi nhau ngu. Cãi nhau khôn là sao? Mình nói cho nó rõ ràng như thế này này. Khi mà các bạn cãi nhau nói về vấn đề là mua một chiếc xe máy hiệu này, hiệu nọ, hiệu kia, thì hai vợ chồng đang nói về cái vấn đề mua xe đó, thì người vợ mới bàn ra bàn vô. Thì rõ ràng là lần đầu tiên nói chuyện sẽ không đạt được đến cái kết quả là mua cái xe gì, mua cái xe hiệu nào, mua cái xe đó cho ai đi. Thì người chồng hoặc người vợ sẽ nói ra một cái câu là tính anh thì hả bộp chộp, tính em thì hả cứ sĩ diện lên. Những cái điều đó nó không làm giải quyết được cái việc mua xe, mà nó làm cho cái việc mà các em đang thảo luận nó sẽ trở thành một cái sự tranh cãi vô lý. Các bạn có hiểu được cái ý này không? Nghe kỹ từng câu, hiểu từng ý nha. Mình đang bàn luận về chiếc xe nhưng mà hai vợ chồng lại cãi nhau về cái phần tính cách của nhau, thì nó sẽ là một cái vấn đề khác. Hôm nay chúng ta bàn luận về cái chủ đề mua xe thì chúng ta chỉ nói về cái việc mua xe và làm sao chúng ta phải đưa ra cái ý kiến của mình để thuyết phục người kia thấy rằng đúng, chứ không phải là người ta không nghe theo ý mình là người ta ngu, hoặc là người ta không nghe theo ý mình là mình khôn đâu. Mình làm sao phải đạt được cái giá trị thảo luận trong cái lần nói chuyện đó. Còn khi mà chúng ta đang bàn về cái xe mà chúng ta lại nhắc lại những cái lỗi lầm của bạn đời của mình từ tuần trước, năm trước, 2-3 năm trước, cái đó là cái sai, cái đó là cãi nhau ngu đó. Làm cho đám cháy càng ngày càng lớn hơn và làm cho mọi sự nó phát tác theo một chiều hướng tiêu cực, thì các bạn đã bị sai hoàn toàn. Cãi nhau tức là trong cái tình huống ai cũng nóng hết, nhưng mà làm sao để gom cái đám cháy đó nhỏ 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 dần và dập tắt nó thì mới gọi là khô. Mỗi lần cãi nhau xong, mọi người đều nhận ra rằng em có sai chỗ này, anh có sai chỗ này, chúng ta sửa đổi để tốt hơn. Đó mới gọi là cãi nhau khôn. Càng cãi nhau lại càng thay đổi, càng cãi nhau lại càng thương nhau. Còn cái dạng mà cãi nhau để mà chỉ trích, anh là thế này, em là cái loại người như thế này, hoặc là mày là cái đứa như thế này, mày là đứa như thế kia, thì cái chuyện đó nó không mang tính tích cực trong hôn nhân, mà nó mang cái tính phá hủy, nó làm cho tan vỡ một gia đình. Bởi vì các bạn phải biết cách chọn lựa để tranh cãi những cái việc mà khiến cho các bạn nóng nảy và giận dữ để mà phải cãi nhau. Mục đích chính là gì? Mục đích chính là bạn muốn cho người đàn ông đó, người đàn bà đó, người bạn đời đó làm theo ý của bạn, đúng không nào? Vậy thì cái việc mà các bạn làm sao để có một cái cuộc tranh luận có ý nghĩa và thống nhất được, rất là cần cái sự khôn khéo của người phụ nữ. Các bạn nhớ nha. Còn có rất là nhiều người phụ nữ hỏi một cái câu rằng: làm sao để em có thể trở thành một người vợ có giá trị và quyến rũ? Cái điều đầu tiên á, người vợ mà trở nên quyến rũ và người phụ nữ nào đó được trở thành và gọi là quyến rũ, cái điểm chung nhất đó chính là bạn đừng có quá lụy chồng, bạn đừng có quá yêu chồng. Bạn trở thành một người phụ nữ đơn phương yêu chồng thì bạn không còn có một cái gì gọi là giá trị hết. Bạn đang bị người ta kéo theo, bạn đang bị một cái lực hấp dẫn quá lớn, bạn đang chạy theo người ta, bạn yêu đơn phương người ta. Tức là sao? Người ta đang muốn thoát mà bạn cố lôi thì bạn làm sao có giá trị được? Bạn phải tự tạo ra những cái giá trị ở nơi mình để mà người ta thèm muốn. Bạn phải trang bị cho con người của bạn những kiến thức, vẻ đẹp, sự tự tin và không cần thiết phải chạy theo người khác để van xin người ta. Giống hệt như những video khác, Sóng Tình Yêu GB có nói rằng bạn không cần thiết chạy theo con ngựa để núm đuôi con ngựa chạy về với bạn. Bởi vì trước mắt con ngựa nó nhìn thấy đồng cỏ non xanh mướt và cái dòng suối mát. Còn bạn chạy theo, bạn nắm đuôi con ngựa, trong khi ở nơi bạn toàn là sa mạc, toàn là những lời than trách, một gương mặt rũ rượi, một tinh thần tiêu cực, chửi bới, khóc lóc, đầu tóc bù xù, trời ơi nhìn thấy mà oải chạy đậu luôn. Vậy thì nơi bạn
kéo con ngựa về, rồi bạn nhốt con ngựa ở sa mạc thì con ngựa đấy cũng chết, đúng không nào? Chính vì vậy mà người phụ nữ đừng có chạy theo để mà núm đuôi con ngựa, mà hãy tự tạo cho mình những cái giá trị đẹp, để mà khi con ngựa nó mải mê ăn nát cái đồng cỏ kia rồi, nó bất chợt quay lại về cái phía sau lưng, nó thấy ở phía nơi bạn cũng có một cái cánh đồng xanh và những cái dòng suối mát, nơi mà con ngựa cần những cái giá trị đó, nó sẽ quay về với bạn. Đừng có chạy theo để van xin người ta, khi mà cái sự van xin không là cái giải pháp để cho người đàn ông yêu bạn. Khi mà người đàn ông đã yêu bạn, bạn không cần van xin, không cần phải quỳ lụy, không cần phải giải thích cho họ. Bạn chỉ cần làm cho bạn đáng yêu, bạn sẽ được yêu, vậy thôi. Khi mà bạn không còn đáng yêu, bạn đừng có bắt người ta phải yêu bạn. Đó là cái sự trừng phạt dành cho người ta đó bạn nhé. Rất là cảm ơn bạn, hy vọng rằng bạn sẽ tiếp nhận được những cái điều mà Sóng Tình Yêu GB ngày hôm nay làm thành một video gửi đến bạn. Hy vọng rằng bạn sẽ thay đổi, bạn sẽ xoay chuyển được những cái tình huống khó trong cái cuộc hôn nhân của mình mà khi bạn đang vướng mắc. Rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành lắng nghe. Nếu mà thấy video có ý nghĩa và giá trị, hãy tặng cho mình một like sau khi nghe một video như thế này. Rất là cảm ơn và xin chào.